Hello xin chào tất cả anh chị quay trở lại với kênh ITP Club Channel. Hôm nay là ngày giao dịch đầu tiên của tháng 9 dương lịch và cũng là tháng 8 âm lịch anh chị ha. Thì ngày giao dịch đầu tiên của tháng Tùng cũng xin kính chúc anh chị có một tháng mới giao dịch thật là hiệu quả thật là thành công. Tìm được những điểm mua thích hợp nhất, phù hợp nhất và tối ưu nhất anh chị ha để kiếm lợi nhuận ở cái mức tốt nhất và tránh được những cái rủi ro À, vậy thì hôm nay ngay cái ngày đầu tháng thị trường đã có một phiên điều chỉnh và sau đó thì rút chân có những thời điểm thì giảm hơn mười mấy điểm sau đó rút chân và cuối phiên chỉ còn giảm 8 điểm thôi Vậy thì liệu rằng thị trường sẽ còn khả năng điều chỉnh tiếp nữa hay không cái câu hỏi đặt ra lúc này là còn điều chỉnh nữa hay không hay là chỉ một phiên là xong thì cái câu trả lời sẽ đến trong video này cho nên anh chị Hãy đừng bỏ lỡ qua một giây phút nào trong video này anh chị cố gắng theo dõi hết tất cả nội dung của video ha Tùng sẽ cố gắng làm video ngắn gọn nhất có thể để anh chị có thể nắm bắt được tất cả các ý Tuy nhiên có một cái điều mọi người nhớ giúp mình ở trên màn hình Tùng đang ghi là điều chỉnh Là cơ hội cho nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư đang lỡ tàu Lỡ tàu có nghĩa là anh chị đang phun tiền ha Còn những nhà đầu tư đang một phần hàng một phần tiền thì rất là bình thường những cái nhịp điều chỉnh này hoàn toàn là cơ hội để cho anh chị sẵn sàng mua vào trong những phiên sắp tới ha. Vậy thì nếu anh chị nào mà đang sợ hãi về thị trường, anh chị nào đang sợ thế giới sẽ rơi vào suy thoái kinh tế thì anh chị hãy liên lạc với tùng ngay để tham gia vào room của mình và biến những cái nỗi sợ hãi đó thành hành động trong giai đoạn sắp tới. Khi thị trường cho chúng ta cơ hội thì chúng ta hãy sẵn sàng để tham gia những cái cơ hội đó mình luôn giúp cho anh chị tránh được những cái điểm fomo khi mua ha và sẽ giúp cho anh chị những cái sự dũng cảm khi mua khi thị trường nó có những cái cơ hội thường chúng ta hay làm ngược lại cứ thấy cổ phiếu tăng rồi chúng ta mới hỏi mua còn khi cái mặt cổ phiếu giảm thì chúng ta lại sợ chúng ta lại bán ra Đó, chúng ta làm ngược thì hiện tại nếu anh chị về với đội của tùng thì mình sẽ giúp cho anh chị thay đổi về cái quan điểm và cái tư duy mua cổ phiếu trong giai đoạn sắp tới ha cũng như về sau này cho nên mọi người nhớ liên hệ với Tùng sớm theo số điện thoại 0902 119 thì để tham gia vào room của mình thì anh chị có thể là mở tài khoản tại SSI theo ID là 2758 anh chị có thể là mở tài khoản trực tiếp bằng việc quét QR code ngay phía trên đầu của Tùng nè hoặc là nếu anh chị có sẵn tài khoản SSI rồi thì anh chị hãy chuyển ID về ID là 2758 nha. Còn à, bên Gem là bên cung cấp margin tỷ lệ cao lên đến 28. Tỷ lệ rất cao, ví dụ anh chị bỏ vô 200 triệu anh chị có thể giao dịch số tiền lên đến 1 tỷ. Đó. Thì à, dành cho anh chị nào thích sử dụng margin và đặc biệt là thích sử dụng margin cao. À, thì mọi người có thể mở tài khoản tại Gem theo ID là BR8351 hoặc nếu có sẵn tài khoản Gem rồi thì anh chị chuyển ID về tùng ha. Rồi Mọi người theo dõi video này thì anh chị nhớ để cho Tùng xin một like. Like là miễn phí. Một lượt chia sẻ. Và ngoài ra anh chị kết thúc video anh chị nhớ tặng cho Tùng những cái bình luận bằng trái tim. Hoặc là để lại những cái bình luận của anh chị vào phần bình luận ngay bên dưới video này nhé. Ok vậy thì chúng ta chúng ta sẽ đi vào phần điểm qua thông tin thị trường trước khi chúng ta phân tích kỹ hơn về thị trường ha. Thì hôm nay chúng ta thấy là thị trường rút chân và đóng cửa một 275.8 VN30 thì là à, tội đồ. Trong à, những cái tuần trước thì VN30 chính là nhân tố chính để kéo thị trường. Thì hôm nay VN30 là tội đồ chính. À, VN30 hôm nay giảm đến 13,8 là gần 14 điểm và đóng cửa 1317. Rồi. À, số lượng cổ phiếu tăng ngày hôm nay thì chiếm à, thiểu số ha, chỉ có 10 117 mã tăng thôi và đa số là 317 mã giảm đỏ ngày hôm nay các cổ phiếu tác động vào thị trường theo chiều hướng tăng ngày hôm nay chúng ta có là trụ Vinhome tiếp theo là gas CTG VRE Vinamilk phát đạt DGC và IMP ở chiều giảm chúng ta thấy hàng loạt các trụ như là Vietcombank, VPBank, FPT, GVR, Techcombank, MBB, PLX và SSB. Về khối ngoại thì hôm nay khối ngoại họ bán ròng 773 tỷ. À, sau cái phiên mua ròng nhẹ vào thứ sáu tuần trước thì hôm nay tiếp tục bán ròng. Bán nhiều nhất là các cổ phiếu như là DGC, Hòa Phát, VVBank và FPT. Ở chiều mua là mua Phát Đạt, Vinamilk và CTG. Tự doanh thì hiện tại chưa có con số thống kê ha. Về thanh khoản thị trường ngày hôm nay, dĩ nhiên rồi, thị trường mà giảm thì chắc chắn là lực cầu sẽ xuất hiện, lực bắt đáy sẽ xuất hiện. Cho nên thanh khoản ngày hôm nay nó sẽ cao hơn so với phiên thứ sáu tuần trước. Rồi các cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất ngày hôm nay thì chúng ta thấy có một số các mã tăng. Hôm nay chúng ta vẫn thấy một sự phân hóa rất cao ha và các cổ phiếu bất động sản ngày hôm nay chính là động lực tăng giá của thị trường. Phát đạt tăng đến 3,9%, đất xanh tăng 1,3% và Vinhome tăng đến 2,4%. Novaland thì cũng ráng tham chiếu ha, ở chiều đỏ thì chúng ta có các cổ phiếu của ngân hàng như là VPBank giảm 2,4%, SHB giảm 1,4%, MBB giảm 1,8% và Techcombank giảm 1,5%. Xen giữa đó thì có VIX của chứng khoán thì giảm 1,2% và Hòa Phát của thép thì giảm 1%. Rồi. À, về thị trường thế giới lúc này chúng ta đang thấy một màu đỏ rực. Châu Á thì có những thị trường như là Nikken và Kospi thì đang giảm 3 đến 4%. Thị trường châu Âu thì cũng đang giảm đỏ điểm nhưng mà mức giảm thì chưa tới 1%. Đối với thị trường Mỹ thì hiện tại Dow Jones tương lai cũng đang giảm 79 điểm nhưng mà mức giảm so về phần trăm thì nó rất là nhẹ chỉ 0,2% thôi. Tối hôm qua thì Dow Jones giảm hơn 600 điểm. Và nếu mà tối nay Dow Jones tăng trở lại một cái màu xanh thì cũng không có việc gì là lạ anh chị ha. Sau khi giảm 600 điểm thì nếu tối nay nó hồi xanh là chuyện bình thường. Về giá dầu thì đang uh, giảm uh, ngày hôm qua thì khoảng vùng 74-75 đô nhưng mà sau đêm hôm qua hiện tại giá dầu đang giảm về chỉ còn khoảng 70,1 đô thôi. Rồi ok thì chúng ta sẽ đi vào uh, điểm qua thông tin thị trường của chúng ta. Đầu tiên thì chúng ta nói về Dow Jones một chút anh chị. Dow Jones ha sau khi vượt đỉnh vào phiên thứ sáu tuần trước thì chúng ta thấy ngay lập tức phiên ngày hôm qua ngày thứ hai thì Dow Jones họ nghỉ giao dịch ngày hôm qua họ giao dịch trở lại thì họ có một cái mức giảm xuyên qua cả cái vùng đỉnh cũ luôn xuyên qua vùng đỉnh cũ luôn ha vậy thì sắp tới dự kiến Dow Jones có thể còn chỉnh được không thì có thể anh chị nhé tại vì hỗ trợ ở bên dưới là vùng mây bên dưới này thì cái khả năng điều chỉnh nó vẫn còn có thể là tối nay hồi phục cũng được nhưng nếu tối nay giảm đỏ tiếp cũng là chuyện bình thường. Tức là giai đoạn sắp tới Dow Jones nó vẫn có cái khả năng điều chỉnh ha. À, và cái này thì chúng ta chỉ tham khảo là chính thôi, tại vì thị trường chúng ta đang có một cái cách đi riêng. Nhưng mà có một điều là anh chị thấy nè. ngày hôm nay thị trường giảm có những thời điểm thị trường chúng ta giảm đến mười mấy điểm luôn. Sau đó cuối phiên thì rút chân và tạo ra một cây nến săn, một cây nến doji săn. Tuy nhiên chưa lấp được cái gap. Cái gap ngày hôm nay là ở vùng 1.282. Cái gap của chúng ta đang cố gắng quay lại lấp nhưng chưa lấp hết trong phiên ngày hôm nay. ha Và có một điều quan trọng là ngày hôm nay mặc dù hồi phục nhưng mà chỉ số tâm lý nó vẫn cao. Anh chị thấy những cái lần gần đây mình có nói về cái chỉ số tâm lý của thị trường. Đó. Cứ mỗi lần thị trường mà chạm vào những cái vùng hưng phấn tâm lý thì thị trường nó sẽ cần phải có một cái nhịp điều chỉnh thậm chí cái nhịp điều chỉnh này có thể sẽ là cái nhịp điều chỉnh kéo dài. Và anh chị quay lại Dow Jones một chút thôi, Dow Jones họ cũng đã xảy ra một cái trạng thái hưng phấn kéo dài trong thời gian qua, cho nên cái tác nhân của phiên giảm ngày hôm qua đó là cái việc hưng phấn nó đã kéo dài quá lâu. Cho nên khi giảm thì có một phiên giảm mạnh 600 điểm là bình thường và thậm chí sắp tới nó giảm thêm vài trăm điểm cũng là chuyện bình thường đúng không? Vậy thì quay lại với VN của chúng ta cũng vậy thôi một cái sự hưng phấn trước đây sau đó thì hạ nhiệt bằng cách đi ngang cả 7 8 phiên và quay trở lại cái quay trở lại cái ngưỡng hưng phấn cao vào phiên uh, cuối trước kỳ nghỉ lễ. Vậy thì ngày hôm nay nó có một cái nhịp điều chỉnh. Hôm nay thì điều chỉnh là bởi vì cái tâm lý ảnh hưởng theo thế giới. À, đây là cái điều mà mọi người đang giải thích. Mọi người lấy lý do là thế giới giảm cho nên Việt Nam chúng ta giảm theo. Nhưng thực chất không phải thế anh chị ha thực chất chúng ta thấy thị trường chúng ta từ cái lúc tạo đáy đi lên đến bây giờ đã hồi phục hơn 100 điểm. Thì khi mà đã hồi phục hơn 100 điểm thì nếu nó quay trở lại điều chỉnh là cái chuyện bình thường ha, bình thường. Đó. Và một cái điều nữa là cái việc điều chỉnh ngày hôm nay nó chưa làm cho chỉ số tâm lý hưng phấn hạ nhiệt. Cho nên dự kiến sắp tới có thể là sẽ còn tiếp tục kéo dài cái nhịp điều chỉnh này để cái chỉ số tâm lý nó hạ xuống này, chị. Và mình sẽ chỉ anh chị trước khi thị trường vào sóng Thì thường chỉ số tâm lý nó sẽ phải hạ nhiệt ha. Nó sẽ phải hạ nhiệt để thị trường bước vào một nhịp sóng lớn Hoặc là như giai đoạn năm 2023 cũng vậy Đây, những cái thời điểm mà thị trường nó thoát khỏi đau chen à cái giai đoạn này của chúng ta khá giống với năm 2023 ở chỗ này anh chị Trước đó là một cái nhịp đau ha. Trước đó là một cái nhịp đau downtrend sau đó thị trường tạo đáy và hồi phục và hồi phục thì thoát khỏi cái nhịp đau trên nhưng chỉ số tâm lý rơi vào cái mức cao anh chị thấy không đây nè cái giai đoạn này cái giai đoạn tháng 4 năm 2023 sau một cái nhịp hồi phục đánh dấu cái việc thoát khỏi đau trên thì chỉ số tâm lý nó rơi vào cái vùng hưng phấn cao và sau đó thị trường nó bắt đầu kéo dài cái nhịp chỉnh từ 3 tuần Nó kéo dài cái nhịp chỉnh 3 tuần Sau đó nó mới chính thức tạo đáy và đi lên Thì sau khi đi lên nó vẫn còn tích lũy lại dưới cái vùng đỉnh cũ Thêm 2 tuần nữa Rồi trước khi nó chính thức vào sóng Anh chị thấy không? Tức là cái khoảng thời gian điều chỉnh và tạo đáy của nó Nó mất 3 tuần Sau đó nó hồi phục đi lên và nó thêm 2 tuần nữa Tức là Tổng cộng cái giai đoạn này nó mất khoảng thời gian gần một tháng rưỡi gần một tháng rưỡi để thị trường nó tích lũy sau khi tích lũy thì nó mới vào sóng và sau khi vào sóng thì con sóng đó như thế nào anh chị sóng đó nó rất là mạnh luôn sau khi tích lũy thì thị trường vào sóng và sóng này nó rất là mạnh luôn cho nên nếu chúng ta muốn có một con sóng mạnh vào cuối năm thì chúng ta hãy cứ từ từ cho thị trường nó điều chỉnh và nó tích lũy đi nó tạo ra một cái vùng tích lũy này đi anh chị đó cho nên theo Tùng đánh giá thì nếu mà trễ, nếu mà sớm thì thị trường nó sẽ bước vào giai đoạn tích lũy kéo dài khoảng 2 tuần để tạo đáy và đi lên. Đó. Còn nếu mà trẻ thì thậm chí có thể mất một tháng. Đúng lộ trình thì có thể là nó sẽ mất một tháng. Tức là mất cái tháng 9 này để thị trường nó tạo ra cái vùng tích lũy này nè anh chị. Còn nếu mà sớm hơn, à, nếu mà trễ hơn nữa thì có thể nó mất một tháng rưỡi giống như giai đoạn tháng 4, tháng 5, năm 2023. Đúng không? Anh chị thấy nhá thị trường nó luôn luôn như vậy. Sau khi nó thoát khỏi cái nhịp đo em, thì nó phải bước vào một cái giai đoạn tích lũy. Hoặc là chúng ta có thể gọi là tái tích lũy cũng được. Đó, rồi xong rồi nó bắt đầu tăng. Nó vào sóng mạnh ha. Rồi một cái điều nữa mà thường mà anh chị để ý nha à, một cái điều nữa mà mình muốn cho anh chị để ý đó là thường mỗi cái giai đoạn mà thị trường nó nó kết thúc cái nhịp sóng hồi á thì nó sẽ tạo cái gap ví dụ như cái giai đoạn này nữa. anh chị thấy thị trường nó tạo một cái gap là nó đánh dấu cái việc là kết thúc cái nhịp hồi và thị trường nó sẽ bước vào một cái giai đoạn tích lũy. Đó thì cái giai đoạn tích lũy gần nhất của chúng ta là vào tháng giữa tháng 11 năm 2023 và cái nhịp tích lũy này kéo dài đến khoảng tầm cuối tháng 12. Tức là thời gian tích lũy này nó cũng đâu đó là gần một tháng rưỡi. Gần một tháng rưỡi ha. Cho nên cái giai đoạn này mình đánh giá là thị trường chúng ta nó cũng sẽ cần một cái khoảng thời gian nếu trễ thì sẽ là một tháng rưỡi nếu đúng lộ trình thì khoảng một tháng nếu sớm hơn thì sớm nhất thì cũng phải hai tuần nó mới tích lũy xong và có cơ hội vượt đỉnh 1.300 ở đây là mình nói cái khoảng thời gian để có cơ hội vượt 1.300 ha à, còn sau cái phiên này thị trường nó giảm nhưng quan điểm của tùng anh chị nhớ nhé quan điểm của tùng cuối năm thị trường vẫn là một con sóng mặt và vẫn là vượt 1.300 để đi lên vượt 1.400 để đi lên luôn anh chị ha tức là mục tiêu trước mắt của chúng ta dĩ nhiên là 1.300 nhưng đến lúc vượt 1.300 rồi thì anh chị sẽ thấy cái mốc 1.400 có thể là chúng ta sẽ chinh phục luôn trong những cái tháng cuối năm nay để lên khoảng tầm 1.450 cái mốc target đầu năm mà Tùng đưa ra cho anh chị đó là 1450 thì sau cái phiên ngày hôm nay kể cả thị trường chỉnh thì mình vẫn giữ cái quan điểm đó. Cuối năm sẽ là một con sóng lớn. Nhưng cái thời điểm để chúng ta vượt 1.300 thì nó sẽ cần thêm thời gian. Anh chị ha. Đó. Sớm nhất là phải 2 tuần. Trung bình là một tháng. Trẻ hơn là mất tháng rưỡi. Chúng ta mới vượt qua 1.300. Vậy thì dự kiến đúng lộ trình á, thì cái thời điểm vượt 1.300 sẽ là cuối tháng 9 hoặc là đâu đó tầm giữa tháng 10 chúng ta mới vượt anh chị nhá rồi đó là cái lộ trình ha và chúng ta phải nhớ rằng vì cái lộ trình đó cho nên chúng ta nhớ một điều điều chỉnh là cơ hội điều chỉnh là cơ hội anh chị nhá cho nên sắp tới nếu thị trường điều chỉnh nếu anh chị có tiền thì anh chị mua nếu anh chị không có tiền thì anh chị ôm hàng tiếp chứ không có bán không có bán ha, anh chị giai đoạn này không phải là giai đoạn mà chúng ta bán nữa có tiền là tranh thủ mua thôi rồi À, vậy thì thường những cái nhịp điều chỉnh á, nó sẽ kéo dài, nó sẽ kéo dài anh chị. Thường những nhịp điều chỉnh nó sẽ kéo dài và có thể là thường là nó sẽ có những cái trạng thái như là sideways down ha. À, những cái giai đoạn mà mình vẽ trước đây cho anh chị rồi. Ví dụ như những cái giai đoạn này sau khi thoát khỏi downtrend thì nó bước vào cái giai đoạn đoạn điều chỉnh. Nó sẽ có những cái nhịp điều chỉnh rồi lại hồi rồi lại chỉnh tiếp rồi thậm chí hồi rồi lại chỉnh tiếp nó làm vài nhịp như vậy cho nên mình uh, tuần trước trước khi nghỉ lễ thì mình nói với anh chị rồi hãy chuẩn bị sẵn sàng cho những cái cú điều chỉnh có thể nó xảy ra bất cứ lúc nào ha mình nói trong room khách hàng vip của tùng cũng như là nói với anh chị trên video trên live stream là hãy chuẩn bị sẵn sàng cho những cái cú điều chỉnh xảy ra bất cứ lúc nào và thường cái cú điều chỉnh này sẽ là một cái cú điều chỉnh lành mạnh anh chị nhé rất là lành mạnh rất là bình thường không có sợ hãi gì hết nhưng cái cú điều chỉnh nó sẽ không kết thúc luôn trong một hai ngày mà nó sẽ dây dưa nó sẽ kéo dài và thường nó sẽ chia ra vài nhịp đó điều chỉnh trong một cái giai đoạn tích lũy thường nó sẽ chia ra vài nhịp đó. ví dụ như cái nhịp này chỉnh bắt t cộng hồi lên bán t cộng lại chỉnh bắt t cộng hồi lên bán t cộng chỉnh bắt t cộng thì ít nhất là nó sẽ kéo dài hai nhịp chỉnh cho đến ba nhịp chỉnh Đấy, đây là một cái nhịp chỉnh lành mạnh nhá Cho anh chị mua nhưng mà thường nó sẽ kéo dài Từ 2 đến 3 nhịp chỉnh như vậy Đó, anh chị thấy không? Hoặc là như giai đoạn tháng 4 năm ngoái cũng vậy nè Sau khi hưng phấn quá cao thì nó chỉnh Rồi bắt tê cộng hồi nè Dĩ nhiên là nó sẽ phân hóa cổ phiếu nữa Bắt tê cộng thì không phải là cổ phiếu nào cũng bắt được Có cổ phiếu chỉnh trước thì chúng ta bắt trước Cổ phiếu chỉnh sau thì chúng ta bắt sau Đúng không? Anh chị thấy đúng không? Nhưng mà nó thường nó sẽ như vậy Chỉnh rút chân hồi nè, sau đó là chỉnh tiếp. Thường ít nhất là hai nhịp như vậy ha. Hoặc là những cái giai đoạn như năm 2021 những con sóng lớn của thị trường thì cứ sau mỗi lần mà thị trường giảm 200 điểm hồi phục á thì nó cũng đều vậy anh chị. Chỉnh nè, à, hồi nè, chỉnh nè, à, hồi nè, chỉnh nè. À. Đúng không? Rồi mới vào sóng nè. Anh chị thấy thường là vậy đúng không? Đó, nó toàn là vậy không? Sau khi kết thúc một cái nhịp sau khi kết thúc một cái nhịp hồi của thị trường cái nhịp hồi này là sau một cái nhịp đau ngắn hạn trước đó đúng không nè thị trường giảm mạnh nè sau đó nó hồi nè thì kết thúc cái nhịp hồi thì nó bước vào cái nhịp chỉnh chỉnh một nhịp hồi chỉnh hai nhịp chỉnh ba nhịp thì cái giai đoạn chỉnh hai đến ba nhịp đó chúng ta gọi nó là giai đoạn tích lũy ha sau đó nó mới vào sóng nó tăng và tăng mạnh đó rồi kể cả giai đoạn tháng 7 năm 2021 nghìn sau khi một cái nhịp hồi kéo dài nè thì kết thúc nhịp hồi nó bước vào cái nhịp chỉnh số 1 nè. Rồi hồi nè, rồi nhịp chỉnh số 2 nè. Hai nhịp chỉnh nè Rồi bắt đầu hồi nè. Rồi lên tích lũy cận đỉnh, này. anh chị thấy không? Tích lũy ở gần đỉnh và chuẩn bị cho một cái cú đánh vượt đỉnh. Đó. Cái cắt thị trường đi lúc nào nó cũng vậy, ít nhất là hai nhịp chỉnh. Đó. Và nó tùy thuộc vào những cái giai đoạn thị trường khác nhau. À, giai đoạn này thì mình cũng đánh giá là thị trường nó cũng sẽ phải như vậy thôi. Đó cho nên ví dụ hôm nay nó hồi phục nhưng mà cái việc có thể là ngày mai nó giảm thêm là chuyện bình thường hoặc là có thể ngày mai hồi tiếp nhưng đến cuối tuần nó lại giảm thêm là bình thường à, và đặc biệt là cái lực cầu của những nhà đầu tư mua bắt đáy ngày hôm nay anh chị sau khi họ mua ngày hôm nay thứ sáu hàng về nếu thứ sáu hàng về mà lỗ là khả năng thị trường sẽ còn điều chỉnh tiếp tức là những ai bắt đáy ngày hôm nay thứ sáu hàng về mà lỗ là họ sẽ phải phải bán ra và như vậy có nghĩa là thị trường chưa cho những cái nhà đầu tư bắt đáy này có ăn như vậy là cái cửa điều chỉnh nó sẽ còn kéo dài Đó. và những cái giai đoạn chỉnh như này thì nó sẽ rất là khó chịu nó tạo ra những cái trạng thái chỉnh giống như gần đây nè anh chị thấy cứ chỉnh rồi rung lắc rung lắc rồi lại chỉnh rung lắc và hồi hồi rồi lại chỉnh đúng không nó tạo ra rất khó chịu và thường những cái nhịp chỉnh nó cứ kéo dài như vậy nó cứ kéo dài như vậy anh chị. Và nó làm cho anh chị những cái phiên chỉnh á, thì cổ phiếu nó giảm. Sau đó có những cái phiên hồi thì nó hồi ít hơn, rồi những phiên chỉnh sau nó lại chỉnh nhiều hơn. Đó, nó tạo ra cái tài khoản của anh chị nó cứ không có chỉnh mạnh, nó không có bốc hơi nhiều, nhưng nó cứ tạo ra một cái trạng thái rất là chán nản, mỗi ngày nó sẽ giảm một chút nữa. Nó dạng như là bò tùng xẻo hoặc là À, nếu xài ngôn ngữ chứng khoán thì chúng ta gọi là sideways down nhưng mà down chỉ trong một cái khung thời gian rất là ngắn hạn thôi em chị nhé, rất là ngắn hạn đó thì chúng ta gọi là bò tùng xẻo như vậy đó. thì cái thời gian đó có thể nó sẽ kéo dài từ 2 tuần cho đến khoảng một tháng đó. vậy thì uh, câu hỏi đặt ra của chúng ta sau phiên ngày hôm nay là thị trường còn có khả năng giảm được không? thì chắc chắn sau một phiên như thế này thì chúng ta không nói lên được cái việc là là thị trường đã kết thúc cái nhịp nhịp chỉnh và theo quan điểm của mình thì nó sẽ còn giảm tiếp vậy thì cái vùng mà hỗ trợ gần nhất chính là cái vùng mây ở bên dưới nè anh chị đâu đó nó khoảng một hai sáu cho đến lui về khoảng tầm một hai năm đó là cái vùng mây hỗ trợ gần nhất cho nên nếu đây là cái vùng tùng còn đã vẽ trước đó rồi cho nên nếu thị trường trong ngày mai hoặc là thứ sáu gì đó không biết là ngày mai còn giảm nữa hay không à, tùy thuộc vào Dow Jones tối nay nếu mà Dow Jones tối nay đỏ nữa thì khả năng ngày mai thị trường sẽ tiếp tục quay trở lại giảm tiếp còn nếu mà Dow Jones tối nay mà hồi được thì có thể là đến thứ sáu thị trường nó mới giảm tiếp thì anh chị cứ chuẩn bị tinh thần thôi mình cũng không biết khi nào nó giảm tiếp nhưng chúng ta cứ có một sẵn một cái kế hoạch và cái vùng mua gần nhất của chúng ta sẽ là cái vùng từ 1255 cho đến 1260 đây sẽ là vùng mua T cộng đối với anh chị đang ôm tiền hoặc là vùng mua T0 đối với anh chị đang có một phần hàng ha. Đó thì khi về đây thì anh chị cứ mạnh dạn mua. Dĩ nhiên là nó sẽ phân hóa từng cổ phiếu khác nhau. Nhưng phần lớn nếu thị trường rơi về cái vùng dưới 1260 sẽ là cái vùng rất nhiều cổ phiếu nó cho những cái điểm mua T cộng hoặc là T0 để cho anh chị mua vào ha. Thì anh chị nhớ giúp mình còn ngày mai nó chỉnh hay không thì Tùng không biết, tại vì ngày hôm nay thì thị trường chỉnh có 8 điểm thôi. À, nếu mà về đến 1260 thì ngày mai thị trường nó phải giảm đến 15 điểm cơ, cho nên chúng ta chuẩn bị sẵn sàng thôi ha. Thực ra trong phiên ngày hôm nay á, có những thời điểm thị trường cũng giảm đến 15 điểm. À, cuối tuần trước đóng cửa 1283, hôm nay thì có những thời điểm giảm về đến 1268, tức là nhiều nhất trong phiên ngày hôm nay là giảm đến 15 điểm. Cho nên nếu mà ngày mai mà nó cũng có những cái thời điểm như vậy thì đó là thời điểm chúng ta mua vào được ha. À. Rồi mọi người lưu ý giúp mình là do bản chất của thị trường những cái nhịp điều chỉnh nó sẽ kéo dài khoảng 2 nhịp cho đến 3 nhịp. Cho nên cái nhịp chỉnh ngày mai á nếu nó chỉnh thêm và chúng ta mua được thì nó mới gọi là cái nhịp chỉnh số 1 thôi. Cho nên cái nhịp chỉnh số 1 mà chúng ta mua được thì chúng ta chỉ view ngắn hạn ha, chúng ta chỉ view ngắn hạn. Đánh T0 T+ thôi sau đó chúng ta sẽ tranh thủ những cái nhịp hồi chúng ta bán ra đó t 0 là chắc chắn phải bán rồi t cộng hàng về có lại cũng bán luôn sau đó chờ cái nhịp chỉnh số 2 để chúng ta mua và cái nhịp chỉnh số 2 đó theo mình là có thể là nó sẽ lấp luôn cái gap luôn anh chị cái nhịp chỉnh số 1 có thể là nó sẽ chưa lấp cái gap, nhưng cái nhịp số 2 nó sẽ lấp luôn cái gap ở vùng khoảng một hai thì khi mà nó lấp luôn cái gáp đó thì chính là cái cơ hội để chúng ta mua mạnh và chúng ta có thể nắm giữ đến cuối năm luôn. Theo mình đánh giá giai đoạn tới, cái nhịp chỉnh số 2 khi xảy ra đó là thời điểm chúng ta mua mạnh. Đó. Thì bây giờ nói thời điểm này thì nó hơi sớm, tại vì nó chưa diễn ra và sợ rằng anh chị sẽ sẽ quên mất. ha Sẽ quên mất, cho nên đợi đến lúc đó thì mình sẽ nói lại sau. Còn trước mắt anh chị cứ chuẩn bị sẵn tinh thần cho mình. Nếu mà thị trường trong ngày mai hoặc ngày mai mà nó không về tới thì đến thứ sáu hoặc là qua tuần sau bất kể khi nào nó về tới cái vùng dưới 1260 thì đó là cái vùng anh chị mua T cộng hoặc T không giúp mình và T cộng thì anh chị nhớ giúp mình là mình chưa có khuyến nghị giai đoạn này mua full hàng và đặc biệt là chưa nên sử dụng mặt dinh cho nên anh chị cứ căn vốn làm sao mua cho hợp lý một phần hàng và trữ ra một phần tiền là ok nhất cho cái giai đoạn này ha cứ linh hoạt như vậy thôi, không có vấn đề gì. Còn anh chị đang có sẵn hàng mà mua t0 thì quá dễ đúng không? Mua t0 thì sau đó chúng ta bán trả cái phần hàng mới mua đi là ok. Đấy thì vậy thì dự kiến thị trường sắp tới nó sẽ hiện rõ ra cái bức tranh cho anh chị ha. Còn bây giờ thì chúng ta chưa vội, chúng ta chưa vội phải, cứ từ từ thôi. Giai đoạn này gọi là giai đoạn tập trung đánh ngắn trước, sau đó chúng ta sẽ chờ thời gian các cổ phiếu nó vận động thị trường nó vận động để nó xuất hiện ra cái sóng ngành dẫn dắt anh chị nha thị trường anh chị nhớ giúp mình là muốn vượt 1.300 chắc chắn một điều với anh chị nó sẽ phải xuất hiện một cái sóng ngành dẫn dắt chắc chắn với anh chị một điều đó luôn nó phải xuất hiện một sóng ngành dẫn dắt và lúc này chúng ta chưa thấy cái nhóm ngành nào gọi là xác nhận sóng ngành dẫn dắt đâu đó manh nha gần nhất có thể là nhóm ngân hàng đúng không còn à, tiếp theo đâu đó có thể là nhóm chứng khoán. À, còn những cái nhóm khác thì mình chưa thấy. Cái nhóm bất động sản gần đây nó đang cho một cái hiệu ứng FOMO cao nhưng mà theo mình thì cái nhóm đó không phải là cái sóng ngành dẫn dắt. Cái nhóm đầu tư công ngày hôm nay cũng khá là tốt nhưng cũng không phải là sóng ngành dẫn dắt. Sóng ngành dẫn dắt thì khả năng là nó sẽ cần thời gian xuất hiện hơn. Nha. Cần thời gian xuất hiện hơn. Rồi. Vì vậy cho nên... À, Giai đoạn này từ giờ cho đến khi thị trường kết thúc cái nhịp tích lũy thì anh chị cứ view giúp mình đánh ngắn thôi. Sau đó các cổ phiếu nào mà có khả năng trở thành siêu cổ phiếu, có khả năng xuất hiện sóng thì mình sẽ báo anh chị. Cổ phiếu này chuẩn bị có sóng để anh chị mua và nắm giữ. Lúc đó mới mua và nắm giữ ha. Hoặc là chúng ta sẽ cơ cấu những cái mã cổ phiếu khác chúng ta đang ôm để bán đi và chuyển sang mua cổ phiếu đánh sóng. Đó và đặc biệt là nếu xuất hiện nhóm ngành dẫn dắt thì sẽ nhắc mọi người để dành phần lớn tiền vào đánh sóng ngành sóng ngành là một cái sóng mà tập trung toàn bộ tiền trên thị trường vào cho nên chúng ta cũng phải tham gia vào đó chị nhá không được bỏ qua cơ hội ha thì mình nhắc trước cho anh chị sắp tới để anh chị chuẩn bị sẵn tinh thần khi nào tùng hô thì anh chị cơ cấu sớm những cái mã khác để anh chị nhảy vào rồi ok thì đó là thị trường ha Và chúng ta sẽ tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi Cái điều chỉnh của chúng ta Đây Và dự kiến thị trường thì nó đang đi Anh chị thấy nó đúng cái vùng mà mình đang vẽ Cái hình chữ nhật này Cái hình chữ nhật này Thì dự kiến có thể là nó sẽ còn về cái vùng bên dưới Ở bên dưới này Để lấp cái gáp đây Thì chúng ta sẽ căn Có thể là mua rất mạnh ở đâu đó Cái vùng 1240, 1250 ấy. Nhưng mà có thể đây là cái nhịp số 2 Nhịp chỉnh số 2 còn cái nhịp chỉnh số 1 thì mình nói rồi Cái vùng mua của nhịp chỉnh số 1 là đâu đó quanh 1260 Hoặc là thấp hơn 1260 một chút Là cái vùng chúng ta mua T cộng ok ha đó. Và những cái hình vẽ thì nó vẫn còn nằm đây nữa anh chị Chưa mất đi đâu ha Rồi Ok Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ điểm qua một số các cổ phiếu ha Một số các cổ phiếu anh chị quan tâm Hôm nay cái nhóm mà nó giảm mạnh gần như mạnh nhất thị trường ngày hôm nay chắc là cái nhóm thép. Nhiều anh chị đang ôm nhóm thép thì đang rất thất vọng. Tuy nhiên nhóm này thì thời gian qua chúng ta cũng nói một điều là chúng ta cần phải kiên nhẫn. Nhóm thép thời gian qua nó vẫn đang cố gắng tạo đáy và tiền chưa vào. Thì hôm nay cái con leader của nhóm thép ấy là Hòa Phát, hôm nay nó đang quay về quanh cái đáy cũ gần nhất. Thì vậy thì cái nguy cơ thùng đáy có không anh chị? Có nhé nguy cơ thủng đáy là có nhưng nếu con hòa phát này nó thủng đáy á, thì có đáng sợ không hoàn toàn không đáng sợ mà anh chị có thể chuẩn bị sẵn sàng mua vào cái vùng mua gom của hòa phát đợt trước là tùng nói là từ 24.5 đến khoảng 25 mươi đúng không vậy thì đợt trước anh chị nào bắt đáy được 25 mà anh chị bán rồi thì không nói nếu anh chị chưa bán thì cũng cứ yên tâm nắm giữ tiếp và nếu trong trường hợp nó đạp sâu hơn về khoảng 24.5 thì cổ phiếu này nó sẽ tạo ra một cái phân kỳ ở đây. Cho nên nếu Hòa Phát trong một vài phiên tới lỡ mà nó thủng 25 á, để nó rơi về 24.5 anh chị cứ mạnh dạn mua cho tục. Ha, anh chị cứ mạnh dạn mua. Chưa có hàng thì mua mới, có hàng rồi thì anh chị mua gia tăng. Đó. Và bắt đầu từ tuần sau thì nhóm thép nó sẽ có khách sạn hồi phục. Nó sẽ có cơ hội tạo đáy rất cao anh chị ha và như con hòa phát hồi nãy tùng nói nó đang liên tục bị ngoại bán gần đây nó giống một cái cổ phiếu nào gần đây anh chị nó giống con vinhome con vinhome từ thời điểm mà ngoại bán rất rát bán liên tục thì nó liên tục nó giảm và đến thời điểm đi lên bắt đầu tạo đáy thì thị trường chúng ta vẫn thấy là vinhome là cổ phiếu bị ngoại bán nhiều nhất và đến bây giờ thì anh chị thấy sao nó rất là mạnh luôn đúng không nó rất là mạnh luôn Bây giờ thì nhiều người muốn mua Vinhome thì không được đó Nhưng mà chuyện xảy ra rồi anh chị mới thấy Còn cái lúc mà mình nói bắt đáy Vinhome ở 34, 35, thậm chí 36 Tạo đáy hai ở đây không ai dám bắt đó. Bây giờ xảy ra rồi mọi người mới thấy đó Vậy thì sắp tới ha Vinhome, cái cơ hội của Vinhome nó qua rồi Chúng ta phải chờ nó nó điều chỉnh Còn sắp tới chúng ta sẽ căn me cái nhóm thép Hòa Phát là một ví dụ điển hình đang bị khối ngoại bán rất nhiều khi sắp tới hòa phát nó chỉnh anh chị cứ nhảy vào mua cho tôi hoặc là ai mà không mua nữa thì thì không mua nhưng mà đừng có bán ở đây nha đừng có bán ở đây anh chị nhớ chưa tiếp theo hoa sen cũng vậy hoa sen thì nó đang có dấu hiệu là quay về tạo cái mẫu hình vai đầu vai ngược ở đây vai đầu vai ngược nếu mà nó tạo được vai đầu vai ngược thì hoa sen thậm chí nó sẽ đi lên lại cái vùng 23 hay 24 luôn chứ không phải là cái kháng cự 22.5 ở đây. Nhưng mà dĩ nhiên nó sẽ mất tương đối nhiều thời gian anh chị ha. Còn trước mắt là chúng ta đang kỳ vọng hoa sen nó sẽ tạo ra cái vai đầu vai ngược ở đây này. nó có một cái vùng vai bên này ở quanh vùng giá 20. Còn mình chưa biết là hoa sen nó có thủng 20 hay không nhưng mà anh chị yên tâm nếu thủng 20 ấy, thì hoa sen nó cũng giống hoa pháp thôi nó về cái vùng 19.19 19 năm là cái vùng hỗ trợ cứng của hoa sen ở đây cho nên nếu anh chị muốn mua cổ phiếu này á anh chị nào mà chưa có hàng thì anh chị mua trước một phần ở quanh giá 20 giúp rồi mình trường hợp thứ hai nếu nó đạt về 19.19 19 năm anh chị mua tiếp một phần nữa ở đây cho mình đây là hai cái vùng mua của hoa sen ha và cũng bắt đầu từ tuần sau thì cổ phiếu này nó mở cửa khách sạn cho nên cơ hội hồi phục rất cao đó vừa rồi kỳ vọng nó hồi không được thì bây giờ chúng ta sẽ kỳ vọng lâu hơn một chút như vậy. nó lâu hơn một chút nó mất thời gian hơn một chút nhưng chúng ta sẽ kỳ vọng được anh chị nhá cho nên anh chị hãy chuẩn bị sẵn sàng đối với con hoa sen này đó cái vùng mua đầu tiên là vùng 20 ai có hàng rồi thì cứ chờ thêm ai chưa có hàng thì cứ vào quanh giá 20 anh chị lấy một phần hàng nếu nó rơi về 19, 19 năm anh chị lấy tiếp cho mình. Năm kim thì cũng không khác gì anh chị, cũng y như nhau thôi. Năm kim cũng y như nhau thôi. Năm kim thì hỗ trợ của nó cũng là cái vùng đâu đó khoảng 20.5. Cho nên nếu con năm kim mà nó rơi về khoảng đâu đó tầm 20.5 thì anh chị cứ mua. Còn cái vùng mua đẹp 20 từ trước rồi thì bây giờ mình đánh giá là để về 20 nó hơi khó nhưng mà bây giờ nam kim nó về khoảng tầm 20 mươi năm là anh chị mua được còn nếu mà nam kim nó không về hai mươi năm thì anh chị mua hoa sen nhá đó linh hoạt ở chỗ đó theo dõi cả hai con mua thì mua một con thôi đừng mua cả hai con nhưng theo dõi cả hai con nếu ngày mai nam kim nó về hai mươi năm thì mua năm kim còn nếu ngày mai mà nam kim nó không về hai mươi năm thì mua hoa sen ở quan giá dưới hai mươi ok chưa đó cái cách mua như vậy những con thép khác thì nó cũng tương tự thôi ha. À, đối với nhóm dầu khí, nhóm dầu khí thì chúng ta thấy là nhóm dầu khí cũng là cái nhóm yếu ngày hôm nay. Tuy nhiên PVD thì bây giờ nó cũng đang quay về tạo đáy hai thôi. Thì theo quan điểm của mình, PVD nó quay về vùng giá quan 26. Cũng là cái vùng mà anh chị bắt được và kỳ vọng cho một cái đáy số 2. Ha. Cho nên đối với nhóm ngành dầu khí thì PVD 26 mình đánh giá là bắt được. Anh chị có thể vào bắt. PVS thì nó vẻ nến hơi khó chịu Cho nên PVS thì nếu mà Để mà mua thì hơi khó Nó vẻ nến nhiều quá Nhưng mà chỉ biết là nếu PVS mà quay về 38, chín Thì anh chị mua được Nếu có giá 38, chín thì mua được Sợ rằng nó không về thôi Nó vẻ nến quá ha PVC, PVC thì khả năng giống PVD thôi Đây là vùng mua là từ 12 đến 12 năm Để sẵn Để sẵn chờ rồi PVB PVB thì đoạn này kháng cự gần kháng cự khá nhiều cho nên mua trên cao thì nó không lợi thế cho nên con này nếu mà muốn mua thì anh chị phải chờ nếu mà nó rơi về 27 thì mua còn nếu nó không rơi về 27 thì bỏ qua mua mấy con kia ha à. còn đối với cái nhóm uh, dầu khí mà thuộc cái nhóm hạng nguồn như là BSR OI thì đối với BSR cái vùng quanh 22.7 này cái vùng anh chị mua được 22.7 cộng trừ tức là từ hai hai cho đến hai 7 bảy là vùng anh chị mua được bsr này nha. Đó. còn con oi thì mình nghĩ là anh chị không nên mua vội trừ khi mà nó giảm hơi sâu, nó giảm ít nhất về khoảng 13 ba năm thì mới nên mua. tại vì con này nó đi theo cái mẫu hình tam giác hướng lên này nè, thì nguy cơ gãy và rơi sâu nó vẫn còn. cho nên đối với con này thì mình nghĩ là phải tầm 13 ba năm anh chị, 13 ba năm cho đến 13 ba ba mới là cái vùng mua PLX cũng tương tự ha, những con này nó đang giảm rồi thì gần nhất nha. Gần nhất nếu mà để mua T cộng á, đối với PLX mà mua T cộng thì quanh vùng giá 45. Còn nếu mà để mà mua nắm giữ á, mua nắm giữ thì anh chị phải chờ nó về đến giao găm bên dưới này, khoảng tầm 42.5. Đó, đó là hai vùng mua ha. Con gas thì hôm nay thậm chí khá tốt nhưng mà đối với gas chúng ta cũng phải chờ nó điều chỉnh về khoảng 80 81 mới mua được. Đúng không? Chờ sẵn bên dưới này. Đó. Ok thì đây là hai cái nhóm ngành yếu nhất mà mình đang thấy một vài cổ phiếu có điểm mua. Còn lại thì anh chị có thể chú ý những cái nhóm cổ phiếu khác thì mình cũng thường xuyên nói rồi. Đó, ví dụ như con JMD này nó cũng đang trong cái vùng tích lũy và nó đang quay trở lại biên dưới, cho nên nếu giai đoạn sắp tới JMD ở quanh những cái vùng này anh chị cứ chia ra mua dần. Ví dụ quanh giá 79 này anh chị mua trước một phần. Trường hợp xấu nhất mà nó về đến tầm 76 thì anh chị mua gia tăng. Đó. Còn quanh cái vùng 79 này anh chị có thể mua trước phần Nhưng mà mình nói rồi Con Zemadev này thường là nó sẽ chạy chậm Nó sẽ chạy chậm Dành cho anh chị nào mà mua nắm giữ Và có một cái sự kiên nhẫn Thì anh chị mới nên mua Nó dạng cổ phiếu chạy chậm Chứ nó không bốc ha Nó không bốc cho nên đôi lúc anh chị sẽ thấy chán nản. Còn PNG anh chị thấy không? PNG nó vẫn khá ổn. Vùng mua đầu tiên quanh 96, 97. Lên 110, bán quay lại quanh trăm mua thì đến bây giờ nó vẫn ổn và nó sẽ tích lũy lại đây ha vẫn khá là ổn những cái cổ phiếu dạng này chưa có vấn đề gì hoặc là như con HAX trong tuần trước cũng nói anh chị mua và ngày hôm nay nó tím đúng không khá là tốt thì đối với HAX này thì mình cũng chỉ view nắn T cộng thôi cho nên sắp tới con này mà nó tăng tiếp ấy, thì anh chị chủ động chốt lại à, anh chị chờ xem một hai phiên nữa nếu mà cổ phiếu này nó vượt qua được cái mốc 18 nếu HAX vượt qua 18 thì mọi người có thể là chờ để nó lên đến khoảng cái vùng giá quanh 20 ha, quanh 20 để anh chị bán ra nhé. Nếu vượt được 18 thì anh chị sẽ chờ đâu đó khoảng tầm 19 năm 20 để anh chị bán. Target trên phía trên. Còn đối với nhóm chứng khoán thì Tùng vẫn đang săn ha anh chị, vẫn đang săn. À, chuẩn bị có rất nhiều cổ phiếu của nhóm chứng khoán nó có điểm mua. Ví dụ như gần nhất thì chúng ta có VCI nó đang về cái hỗ trợ. Đây là cái điểm mua số 1 của VCI rồi. Đó thì chuẩn bị nếu nó có chỉnh thêm thì anh chị có thể là sẵn sàng vào bắt đáy các cổ phiếu chứng khoán nha. Chứng khoán thì mình đang chờ thêm. Chờ thêm rồi mới kết luận xong. Nhưng mà những cái điểm mua thì đâu đó tùng cũng đã nói với anh chị những cái thời điểm trước rồi, đúng không? Ví dụ như SSI mình cũng nói anh chị là nó sẽ chỉnh thì bây giờ nó cũng đã chỉnh ba cây rồi, nó chuẩn bị về đến cái vùng mua này. Hoặc là VCI nó cũng chỉnh rồi. Hoặc là những con chứng khoán nhỏ thì nó cũng đã chỉnh nhiều phiên rồi. Nó cứ phiên tăng, phiên giảm, phiên tăng, phiên giảm. Và anh chị thấy là từ từ nó cũng sẽ về đến cái vùng mua. Cho nên anh chị cứ chuẩn bị sẵn sàng ha. Sắp tới nó chỉnh xong là anh chị mua. Cái nhóm bất động sản thì lúc này á, cái sự FOMO nó đang cao. Cái nhóm này giai đoạn vừa rồi á nó ép người ta nhiều. Cho nên đến bây giờ nó đang cố gắng kéo lên để tạo ra một cái hiệu ứng thu hút dòng tiền nhưng mà cái sự fomo rất cao thì nó không đi lên được mấy đâu anh chị đừng có để nó tạo ra cái bẫy để anh chị nhảy vào bẫy cho nên đối với những con như phát đạt hôm nay nó tăng rất tốt nhưng mà sắp tới khả năng đến khi nó chính thức bước vào cái nhịp chỉnh thì nó sẽ chỉnh tương đối nhiều vì vậy cho nên anh chị đừng có đua làm gì anh chị muốn mua con này đúng không anh chị cứ chờ nó chỉnh đi chỉnh là sẽ có cơ hội mua ha không cần phải đua làm gì đó còn ai muốn bán thì cái vùng cản của nó là sẽ là cái vùng 23 cho đến 23.5 nè. Anh chị nào có hàng, anh chị muốn bán thì sẵn sàng bán đi. Chỉ số tâm lý của nó đang rất cao mà sắp tới nó sẽ phải chỉnh đó. Không lên mãi được đâu anh chị. Đấy. Vờ nó cũng rướn, nó cũng hưng phấn mãi đến lúc nó cũng chỉnh thôi. Thì mấy con này nó cũng vậy ha. Chẳng qua là nó đang cố tình kéo dụ FOMO cho anh chị thôi. Những con như sao cũng vậy. Muốn mua thì phải chờ nó giảm thêm đất xanh đất xanh thì cũng thấy ha cơ bản là phải chờ hôm nay thì nhóm bất động sản chủ yếu là nó kéo cái hiệu ứng của phát đạt và vinhome thôi anh chị vinhome hôm nay cũng tiếp tục kéo tuy nhiên thì những cái vùng này mình cũng không khuyến nghị anh chị mua nữa những cái vùng mua như vùng 34, vùng 36 đã qua rồi và vùng mua sắp tới chúng ta sẽ chờ để mua đó là vùng 38 cho đến 39.5 từ 38 đến 39.5 sẽ là vùng mua đối với Vinhome ha. Thì trong trường hợp mà Vinhome nó chưa về tới mà anh chị nào muốn mua anh chị có thể canh mua con vít này. Con vít này là cái con mà anh chị có thể mua luôn được. Nếu ngày mai vít nó đạp về khoảng 43, 43 chấm ha, 43 chấm Ngày hôm nay nó đạp về đến tận 43.3 là cũng là một điểm mua. Nhưng mà không sao, nếu ngày mai nó giảm thêm thì anh chị cứ sẵn sàng mua vào. Đúng không? Vùng giá từ 42 đến 43 là mình đánh giá là vùng mua vít ok và nó cũng giống vinhome luôn mua những vùng này xong rồi sắp tới nó sẽ tăng lên để anh chị bán ra mỗi cái nhịp tăng của nó thì dự kiến là khoảng đâu đó 10% cứ anh chị mua xong rồi nó tăng 10% là anh chị bán được 10 đến 15% đối với các cổ phiếu nhà họ vin là anh chị bán ok ha vinhome sắp tới cũng vậy thôi à, có những cái nhịp chỉnh thì chúng ta mua lại đó hoặc là nhóm bất động à, nhóm ngân hàng anh chị cũng thấy không đấy những cái mà mình nói anh chị là đừng có mua BID nè và chờ chỉnh để mua đúng không nó hoàn toàn là đúng như vậy và dự kiến sắp tới BID nó giảm về vùng giá 47.2 này anh chị cứ mạnh dạn mua vào giúp mình đó khi mà nó quay về đây thì mua này việc gì mua đuổi trên đây làm gì chờ về dưới đây mua nè đúng không Vietcombank cũng vậy nè anh chị thấy không trên giao găm này đâu mua chờ nó xuống đây mua nhưng mà dự kiến việt cái vùng quanh giá 90 này anh chị mua được rồi nhưng mà thậm chí có thể là nó rẻ hơn chút về 89 thì nó 89 với 90 nó cũng không phải là cái vấn đề chân lệch quá lớn cho nên anh chị nào thích thì cứ chia vốn ra mua 89 90 Tuy nhiên thì việc công Ban này thì mình đánh giá là để cái khả năng sinh ra lợi nhuận cao thì nó không nó thiên về cái việc chi phối nhiều hơn cho nên anh chị nào thích thì mua thôi còn mình thì sẽ không mua ttg thì cũng đang tạo ra một cái sự hưng phấn rất cao là anh chị thấy không hưng phấn cực kỳ cao luôn sớm muộn gì nó cũng chỉnh thôi những con này nó đang cố gắng tạo ra fomo nhà đầu tư đang fomo rất lớn sắp tới nó chỉnh thì anh chị mua ha con nào nó chỉnh trước thì anh chị mua trước con nào chỉnh sau thì anh chị mua sau chứ đừng có đu theo đám đông làm gì nhá đừng có đu theo đám đông đó, đó là một số cổ phiếu ngân hàng thôi, còn lại thì mình thấy là cái nhóm ngân hàng thì vẫn khá khá tốt. Điều chỉnh là rất nhiều cổ phiếu có cơ hội mua anh chị. Rất nhiều cổ phiếu điều chỉnh là cơ hội mua ha. Đó. Ok. Thì tóm lại là thị trường nó đang khá là bình thường và những cái nhịp điều chỉnh như hôm nay nó là những cái nhịp điều chỉnh lành mạnh. Không có điều gì đáng sợ. Vấn đề là anh chị cố gắng là chia vốn ra để tham gia mua và cố gắng mua được những cái vùng giá tốt nhất có thể thì nó sẽ giúp cho anh chị ra được những cái giá tối ưu nhất. Ha. Mình thì vẫn đang săn những cái cổ phiếu đẹp để gửi đến room mình và đặc biệt là cũng đang có một cái list danh sách theo dõi để chuẩn bị để kỳ vọng sắp tới nó sẽ là siêu cổ phiếu cho giai đoạn sóng cuối năm. Mỗi giai đoạn thị trường vào sóng siêu cổ phiếu nó sẽ không nhiều đâu anh chị ha. Nó đếm trên đầu ngón tay thôi và chúng ta sẽ sẽ đánh giá rất kỹ như giai đoạn thị trường đầu năm nay chúng ta có sóng ngân hàng thì cũng có thể gọi là sóng đó là siêu cổ phiếu. Có những những cái cổ phiếu như là Techcom, Liên Việt chạy rất mạnh hoặc là siêu cổ phiếu của nhóm nhà Viettel đúng không? VGI, CTR, Viettel Post đó là những siêu cổ phiếu. À, thì anh chị thấy là nó đếm trên đầu ngón tay nó không nhiều. Đó. Thì giai đoạn cuối năm nó cũng vậy, nó sẽ xuất hiện những siêu cổ phiếu như vậy nhưng nó không nhiều. Đó. Còn những cái cơ hội T cộng thì nó sẽ tương đối nhiều Thị trường vào sóng thì lúc nào cơ hội nhiều Nhưng chúng ta phải chọn được những con siêu cổ Những con ngựa chiến mạnh nhất Và đặc biệt là chúng ta phải đánh được cái sóng ngành Phải xuất hiện sóng ngành dẫn dắt để chúng ta đánh cái sóng đó Anh chị nhé Ok cho nên mọi người tranh thủ chuyển về với đội của Tùng càng sớm càng tốt ha ID của Tùng là 2758 tại công ty chứng khoán SSI tại gem là br8351 số điện thoại là 0902986119 và đặc biệt là mọi người mà mở tài khoản bên Tùng hoặc là tại các anh em khác của ATP á thì anh chị sẽ được tham gia vào room VIP 2 và nhận được các cái tín hiệu mua bán hàng ngày của room VIP luôn anh chị nha đó, ngày hôm nay room VIP cũng cho chốt lời kha khá là các mã Ở ngày nào cũng có điểm mua và điểm bán đó, thì chúng ta mua theo những cái tín hiệu trong room VIP cũng rất là hiệu quả quan trọng là chúng ta chia vốn cho đều ra làm nhiều phần bằng nhau và chúng ta mua đúng theo khuyến nghị của room bán theo khuyến nghị của room thì cũng rất là tốt cho nên là chị nhớ mở tài khoản bên mình ha để chúng ta có cơ hội tham gia vào room vip nha ngoài ra anh chị nào mà chưa là khách hàng của tùng hoặc là khách hàng của itp anh chị cũng có thể trải nghiệm app à, app bằng cách là tải app về và đăng ký tham gia vào room free ở trên app anh chị ha Room Free là các tín hiệu mà robot cho mua bán. Đó. Tức là cũng là những cái tín hiệu rất tốt nhưng là tín hiệu của robot. Đó. Còn room vip là có tín hiệu của tập thể. Đó. Anh chị nhá. Cho nên anh chị muốn tham gia cách nào cũng được thì link tải app Tùng có để ở trong cái phần mô tả bên dưới video này. Anh chị có thể nhấn vào để tải app. Tải app thông qua uh, iPhone hoặc là tải app thông qua các điện thoại Android đều ok hết anh chị ha. Rồi vậy thì Tùng xin kết thúc video ngày hôm nay ở đây. Đó. thị trường sắp tới nó sẽ có rất nhiều cơ hội vấn đề là chúng ta có đủ cái sự tin tưởng, có đủ sự kiên nhẫn, có đủ khả năng ra quyết định để đánh vào những cái thời điểm tốt nhất giúp chúng ta tối ưu nhất, xin lời nhiều nhất. Thì anh chị tranh thủ về với đội của mình ha. Cảm ơn chị, chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại anh chị vào ngày mai ha. Bye bye cả nhà. À cả nhà đang theo dõi thì nhớ cho Tùng xin một like Đừng quên like nhé Mọi người like một cái Và nhớ để lại một cái bình luận Hoặc là thả tim Thả những cái trái tim vào phần bình luận bên dưới video này anh chị nhé Giúp Tùng lan tỏa video nhiều hơn ha Cảm ơn chị rất nhiều Xin chào